chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ 6, 4 tháng 7 năm 2014, lễ độc lập Hoa Kỳ. Chương trình phát hình của bản tin quá trình đốn gồm có phần tin đáng chú ý. Câu chuyện tháng 7 với chủ đề lý tưởng quốc gia do Trần Quang Dục phụ trách. Và sau cùng là phần phóng sự về văn nghệ trại họp bạn thế giới thẳng tiến 10 của Hướng Đạo Việt Nam. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Bão Arthur đổ vào duyên hải North Carolina trước ngày lễ độc lập. Sẽ làm Hoa Kỳ cho cộng thêm 288.000 việc làm trong tháng 6. Điện thoại và giày sẽ bị kiểm soát kỹ lưỡng khi an ninh phi trường siết chặt. Sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin chi tiết. Ông Putin nói với ông Obama là ông muốn có mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cho mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ trong một điện văn chúc mừng hôm nay, được gửi tới Tổng thống Barack Obama đánh dấu ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Mối quan hệ đang ở mức độ kém cỏi nhất trong nhiều năm qua, bị chua cay bởi những bất đồng về các cuộc xung đột ở Ukraine và Syria và bởi những dị biệt về nhân quyền và dân chủ. Hoa Kỳ đã hạn chế hợp tác với Nga và áp dụng chế tài đối với một số công ty và cá nhân Nga vì vai trò của Mạc Tư Khoa tại Ukraine theo sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Hoa Tình Đốn còn dọa áp dụng thêm chế tài đối với Nga vì điều mà họ xem là sự yểm trợ của Mạc Tư Khoa dành cho phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine. Mạc Tư Khoa phủ nhận việc dàn dựng những cuộc nổi dậy đó và cáo buộc Hoa Tình Đốn cố tình ngăn cản nước cựu thù thời chiến tranh lạnh để tiếp tục điều mà Nga xem là bá quyền của Hoa Kỳ. Bão Arthur đổ vào duyên hải North Carolina trước ngày lễ độc lập. Cơn bão Arthur bắt đầu di chuyển ra khơi khỏi Outer Banks của North Carolina vào sáng hôm nay, sau khi đổ vào các đảo rào cản của tiểu bang này đêm hôm qua. Bão này mạnh tới cấp 2 với sức gió 100 dặm một giờ vào tối hôm qua trước khi thổi qua vùng cuối phía nam của Outer Banks, gồm một dãy đảo rào cản gần nhau dài 200 dặm với khoảng 57.000 cư dân. Các đảo này dễ bị gió lớn, biển động và các đống bít đường khiến cho cuộc di tản bắt đầu vào tối thứ Tư. Cơn bão đã di chuyển theo hướng đông bắc hồi sáng hôm nay sau khi chuyển hơi chệch qua hướng Tây vào cuối ngày hôm qua, gia tăng đe dọa cho các cộng đồng trên đất liền về lục lội, bão lốc và gió mạnh. Thống đốc Pat McCrory của North Carolina nói rằng việc lượng giá thiệt hại do cơn bão sẽ phải chờ tới sau khi mặt trời mọc vào ngày hôm nay. Có tới hơn 22.000 nông gia bị mất điện dọc theo hai tiểu bang Carolina vào sáng sớm hôm nay. Trước khi bão xảy ra, các viên chức về du lịch từng hy vọng có 250.000 người đến Outer Banks vào dịp lễ cuối tuần. Luật Obamacare đưa ra tiêu chuẩn kiểm soát sinh sản miễn phí cho phụ nữ. Có hơn phân nửa số phụ nữ có bảo hiểm tư được hưởng việc kiểm soát sinh sản miễn phí theo luật y tế của Tổng thống Barack Obama, vốn là một thay đổi quan trọng sẽ được xúc tiến. Điều đòi hỏi của luật cho rằng phần lớn chương trình y tế trang trải cho việc kiểm soát sinh sản như là sự phòng ngừa mà không tốn thêm gì cho phụ nữ đã có hiệu lực hoàn toàn vào năm 2013. Các nhóm kinh doanh và những nhà tham vấn về quyền lợi công nhân nói rằng họ trông thấy có một ít cơ hội cho các sở làm rút lại việc bảo hiểm về người thai vì phán quyết của tối cao pháp viện cho biết họ có thể chọn khỏi thi hành việc này nếu có đắn đo về tôn giáo. Hầu hết các công ty lại không đạt được điều kiện này. Ít nhất cho tới nay, dường như không có nhiều phụ nữ hơn áp dụng kiểm soát sinh sản vì nó được miễn phí. Số toa thuốc uống ngừa thai được đề nộp đã gia tăng vào năm 2013 nhưng lại cùng mức độ trong những năm gần đây. Nhiều nhóm y khoa trông thấy có lý do mạnh mẽ cho việc kiểm soát sinh sản miễn phí. Việc ngừa thai có thể giúp cho lần mang thai tới của phụ nữ được khỏe mạnh hơn bằng cách phân chia những lần sinh sản đủ cách xa nhau, thông thường là từ 18 tháng cho tới 2 năm. Những lần sinh sản gần nhau đưa tới nguy cơ như sinh sớm, thai nhi nhẹ cân, thậm chí là bệnh tự kỷ. Và ngay cả việc trả tiền copay vừa phải cho việc săn sóc y khoa cũng có thể làm giảm việc dùng biện pháp ngừa thai. Tối cao pháp viện tạm thời miễn cho trường đại học khỏi bảo hiểm kiểm soát sinh sản, theo luật Obamacare. Hôm qua, tối cao pháp viện Hoa Kỳ với phán quyết theo tỷ lệ 6-3 phiếu đã chấp thuận cho trường đại học cơ đốc giáo Wheaton ở Illinois, vốn phản đối vì lý do tôn giáo, được tạm thời miễn bảo hiểm việc kiểm soát sinh sản được đòi hỏi theo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, trong khi vụ kiện tiếp tục. Trước đó, tòa này đã phán quyết với tỷ số 5-4 phiếu rằng những công ty vị lợi có thể xin miễn thi hành bảo hiểm về ngừa thai dựa trên niềm tin tôn giáo của các chủ nhân. Bằng cách chấp thuận lời yêu cầu của trường Wheaton, tòa chỉ rõ rằng phán quyết đó không chi phối kết quả vụ kiện liên quan tới hàng tá tổ chức bất vụ lợi. Theo luật Obamacare, các sở làm phải cung cấp các chính sách bảo hiểm y tế để trang trải các dịch vụ phòng ngừa cho phụ nữ, bao gồm ngừa thai và triệt sản.
Chính phủ đã thảo ra một thỏa hiệp cho các tổ chức bất vụ lợi có liên hệ tới tôn giáo để cho phép họ được tự chứng nhận đối với các công ty bảo hiểm của họ trên một mẫu đơn rằng họ phản đối vì lý do tôn giáo đối với việc cung cấp bảo hiểm về người thai. Nhưng nhiều tổ chức bất vụ lợi, kể cả trường Wheaton, cho rằng hành vi ký tên trên mẫu đơn này cũng vi phạm quyền về tôn giáo của họ. Sở làm Hoa Kỳ cho cộng thêm 288.000 việc làm trong tháng 6. Các sở làm Hoa Kỳ đã tăng tốc chuyện tuyển dụng trong tháng rồi khi cho cộng thêm 288.000 việc làm và giúp đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 6,1%, là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Đây là sự tăng việc làm liên tục trong 5 tháng liền trên mức 200.000, là mức tăng tốt nhất kể từ cuối thập niên bùng phát kỹ thuật năm 1990. Trong 12 tháng qua, nền kinh tế đã cho cộng thêm gần 2,5 triệu việc làm, trung bình là 208.000 một tháng, là mức độ nhanh nhất theo từng năm kể từ tháng 5 năm 2006. Khi thị trường chứng khoán khai mạc hôm qua, tức là một giờ sau khi chính phủ công bố bản báo cáo việc làm, Dow Jones trung bình đã giao dịch trên 17.000 điểm lần đầu tiên. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm hồi tháng rồi từ mức 6,3% xuống còn mức thấp nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra hoàn toàn hồi mùa thu năm 2008 với việc khai phá sản của công ty Lehman Brothers. Các cơ sở sản xuất đã cộng thêm 16.000 công nhân và ngành bán lẻ thêm 40.200 việc làm. Các công ty tài chính và bảo hiểm gia tăng sổ lương khoảng 17.000. Các nhà hàng và quán rượu tuyển thêm 32.800 người hồi tháng rồi. Chỉ có ngành xây dựng có thêm 6.000 việc làm, dường như phản ánh sự phục hồi chậm chạp của những năm trước. Số người thất nghiệp lâu ngày đã giảm xuống khoảng 1,2 triệu trong năm rồi, tới mức dưới 3,1 triệu người. Đó là phân nửa con số của 3 năm qua. Điện thoại và giày sẽ bị kiểm soát kỹ lưỡng khi an ninh phi trường siết chặt. Các viên chức Mỹ cho biết các công ty hàng không có chuyến bay trực tiếp tới Hoa Kỳ được yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ điện thoại di động và giày để đáp ứng với các tin tình báo về mối đe dọa gia tăng từ các nhóm dân quân có liên hệ với Al-Qaeda. Các viên chức này nêu rõ rằng các loại smartphones bao gồm iPhones được chế tạo bởi công ty Apple và các điện thoại Galaxy do công ty Samsung Electronics sản xuất sẽ được kiểm soát an ninh thêm trên các chuyến bay trực tiếp hướng về Hoa Kỳ từ Âu Châu, Trung Đông và Phi Châu. Các viên chức an ninh lo ngại những người chế tạo bom từ tổ chức Al-Qaeda có căn cứ ở Yemen trên bán đảo Ả Rập đã tìm ra cách chuyển đổi điện thoại thành thiết bị nổ để có thể tránh được sự dò tìm tại các điểm kiểm soát an ninh phi trường. Họ cũng quan tâm cho rằng những loại bom khó dò tìm có thể được chế trong giày. Những hãng bay hay những người điều hành phi trường nào không củng cố an ninh có thể đối đầu với lệnh cấm các chuyến bay vào Hoa Kỳ. Các viên chức cho biết chính phủ Mỹ đã tham khảo với các hãng bay quốc tế, các chính phủ nước ngoài và những nhà điều hành phi trường về vấn đề này. Dân biểu đại diện cho Texas kêu gọi trợ giúp về biên giới. Các viên chức ở Texas kêu gọi chính phủ Obama củng cố biên giới Mỹ-Mexico khi làn sóng di dân trẻ em bất hợp pháp tràn ngập. Và một nhà lập pháp cho biết các căn cứ quân sự Hoa Kỳ đã được biến đổi thành các trại để đối phó với lưu lượng này. Dân biểu Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Nội an Hạ viện nói rằng ông chưa bao giờ thấy các căn cứ quân sự được biến thành các trại tị nạn trên đất Mỹ như thế này. Ông McCaul lên tiếng trong cuộc điều trần ngoài trời mà ông triệu tập ở McAllen, Texas, thuộc thung lũng Rio Grande, vốn đã trông thấy gánh nặng của việc gia tăng di dân. Thống đốc Rick Perry của Texas, người điều động các nguồn tài nguyên của tiểu bang để tăng cường an ninh biên giới, và những viên chức khác của tiểu bang đã tham dự cuộc điều trần này. Một số nhà lập pháp cao cấp đã viếng thăm vùng biên giới vào những ngày vừa qua, và Tổng thống Barack Obama hồi đầu tuần này đã yêu cầu cho thêm thẩm quyền để xúc tiến nhanh chóng việc trục xuất trong một số trường hợp. Ông cũng loan báo ông sẽ chuyển các tài nguyên thi hành luật pháp từ nội địa tới những vùng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chính phủ liên bang đã vội vã lo chỗ ở cho các trẻ em di dân bất hợp pháp đi một mình đang chờ đợi cứu xét di trú. Chúng được phân tán ra trong một số cơ sở bao gồm các căn cứ quân sự như Fort Sill ở Oklahoma và căn cứ không quân Lackland ở Texas. Mới đây, ông Perry loan báo rằng tiểu bang Texas sẽ phát động nỗ lực tóm 1,3 triệu Mỹ Kim một tuần để phái các nhân viên tiểu bang từ Bộ An toàn Công cộng đi giúp cảnh sát ở biên giới. Ông cho rằng chính phủ liên bang cần tăng cường toán vệ binh quốc gia Texas và tiểu bang này nên được hoàn trả lại nửa tỷ Mỹ Kim mà tiểu bang đã chi ra cho an ninh biên giới trong thập niên qua. Tòa đại sứ Mỹ ở Algeria báo động về việc có thể tấn công. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Algeria báo động về một cuộc tấn công có thể xảy ra bởi nhóm khủng bố gần một khách sạn có tên Mỹ ở thủ đô Algiers. Bản tuyên bố trên mạng của tòa đại sứ yêu cầu các nhân viên hãy tránh xa các khách sạn được làm chủ hay được điều hành bởi các công ty Mỹ vào ngày lễ độc lập Hoa Kỳ hôm nay và ngày lễ độc lập Algeria vào ngày mai. Tòa đại sứ Mỹ ở Uganda cũng báo động hôm qua về mối đe dọa đặc biệt của một cuộc tấn công vào phi trường quốc tế Entebbe gần Kampala bởi một nhóm khủng bố không được biết rõ.
bạo động tại Algeria đã trở nên hiếm hơn kể từ khi quốc gia Bắc Phi này chấm dứt cuộc chiến vào những năm 1990 với dân quân Hồi giáo, nhưng Al-Qaeda tại khu Hồi giáo Maghreb và những nhóm dân quân khác vẫn còn hoạt động, nhất là ở miền Nam xa xôi. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin của Tình Đốn xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. Nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon, lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sân bay Live. Always Live, Always On. Có những thời khắc, hương vị thân quen đưa ta về chốn cũ. Gương mặt thân yêu, nụ cười thân thuộc. Có những thời khắc, tất cả hòa quyện tạo nên điều tuyệt diệu. Gần 120 năm, những thời khắc ấy vẫn luôn tiếp diễn. Nước mắm 4 số 9, phương thức ủ truyền thống từ 1895. Ban tổ chức sinh hoạt hát cho Biển Đông và nhân quyền xin thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 như dưới đây. Từ 11 giờ đến 11 giờ 45 sáng, biểu tình tại Tòa đại sứ Trung Cộng số 3505 International Place, Northwest Washington DC 20008. Từ 12 giờ đến 12 giờ 45 trưa, biểu tình tại Tòa đại sứ Việt Cộng số 2251 R Street, Northwest Washington DC 2008, tức là Sheridan Circle. Từ 1 giờ cho đến 4 giờ chiều, hòa nhạc hát cho Biển Đông và nhân quyền tại Freedom Plaza số 1455 Pennsylvania Avenue, Northwest Washington DC 20004. Từ 4 giờ cho đến 5 giờ, tuần hành ngang qua Tòa Bạch Ốc. Ban tổ chức sẽ có xe bus đón quý vị đi và trở về theo những địa điểm sau đây: Trung tâm Thương mại Eden số 6751 Wilson Boulevard, Fontage, Virginia 22044. Gồm có 3 xe bus sẽ đưa quý vị tham dự biểu tình văn nghệ tuần hành trở về khoảng 6 giờ chiều. 2 chiếc xe bus của thành viên đảng Việt Tân sẽ đưa quý vị tham dự biểu tình văn nghệ tuần hành, sau đó quý vị sẽ đi về theo phương tiện tự túc. Xe của quý vị có thể đậu tại bãi đất trống gần trạm xăng, tại nhà thờ giáo xứ Mẹ Việt Nam số 11812 New Hampshire Avenue, Silver Spring, Maryland 20904, gồm có 1 xe bus của cộng đồng 55 chỗ ngồi sẽ đưa quý vị tham dự biểu tình văn nghệ tuần hành và trở về khoảng 6 giờ chiều. Xe của quý vị có thể đậu tại bãi đậu xe của nhà thờ. Ban tổ chức sẽ có thức ăn nhẹ buổi trưa và nước uống. Quý vị đi bằng phương tiện tự túc xin vui lòng đến thẳng ở các địa điểm và thời gian đã thông báo trên. Cuối tuần đậu xe cũng tương đối không khó khăn. Nếu có thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Huỳnh Quốc Huy số 202-340-9898, ông Đoàn Hữu Định số điện thoại 703-475-6186 và ông Nguyễn Văn Đặng số điện thoại 571-236-1908. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi câu chuyện tháng 7 với chủ đề Lý tưởng quốc gia do Trần Quang Dục phụ trách. Tôi là Trần Quang Dục, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội đã đến với chủ đề Lý tưởng quốc gia trong chương trình truyền hình tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, tháng 7, một tháng có nhiều những biến cố lịch sử làm thay đổi bộ mặt của nhân loại, cũng không ít thì nhiều ảnh hưởng đến Việt Nam. Các biến cố đó là ngày cách mạng Pháp 14 tháng 7 năm 1789, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 năm 1777, và Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi. Ngày cách mạng Pháp 14 tháng 7 năm 1789, phá ngục Bastille là một sự kiện quan trọng trong cuộc cách mạng Pháp. Vào ngày 14 tháng 7 năm 1789, những người dân Paris đã nổi dậy tới chiếm nhà tù Bastille, một biểu tượng của quyền lực của vương triều. Ngày 11 tháng 7 năm 1789, vua Louis XVI trục xuất vị thượng thư Jacques Necker
một người có khuynh hướng cải cách để tái tổ chức lại tất cả các bộ của mình. Quyết định này đã khiến những người dân Paris nổi loạn. Khoảng 1.000 người dân đã tới chiếm ngục Bastille, chống lại 114 người binh lính của nhà vua. Sau 4 giờ xung đột, quân nổi dậy chiếm được ngục Bastille. Các cựu binh của Pháp và lính thủy chấn giữ ngục đã không thể chống cự nổi, phải xin đầu hàng. Nguyên nhân dẫn đến biến cố này đã xảy ra vì dân chúng Paris đã quá bất mãn về sự ăn chơi xa hoa đàng điếm của giới quý tộc, siêu cao thuế nặng của chế độ quân chủ tại Pháp. Có khác gì Việt Nam bây giờ đâu. Các quan chức của Hà Nội sống phè phẫn, hoang đàng lại được điều 4 hiến pháp của họ cho họ độc quyền lãnh đạo, trong lúc giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm việc cật lực vẫn không đủ ăn, phải bán vợ nợ con cũng không đủ sống. Bây giờ chẳng còn gì để bán, mang chính lục phủ ngũ tạng của mình sang bán cho Tàu. So sánh dân Pháp thời đó với dân Việt bây giờ, dân Việt đau khổ hơn nhiều lần. Tiếng nói của dân oan như những tiếng kêu tuyệt vọng giữa sa mạc, khiếu nại không giải quyết, đàn ông thì bị đánh đập, phụ nữ bị mang vào đồn công an để làm nhục. Paris đã đứng dậy xuống đường. Không lẽ dân Hà Nội, dân Huế, dân Sài Gòn cam tâm cúi đầu làm nô lệ trên chính quê hương của mình hay sao? Hãy theo bước chân của dân Paris đứng dậy xuống đường, mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân Việt. Những thứ này, thưa quý vị, đã vắng bóng từ lâu khi Hà Nội thống trị cả ba miền đất nước. Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1777. Ngày 4 tháng 7 năm 1777 là ngày Hoa Kỳ giành được độc lập và trở thành một quốc gia thoát khỏi sự kiểm soát của nước Anh. Tính chất thiêng liêng của ngày này được thể hiện qua một câu văn trong báo Virginia ngày 18 tháng 7 năm 1777 như sau. Ngày 4 tháng 7 là ngày vinh quang và đáng nhớ nhất. Từ nay về sau sẽ được tổ chức cho toàn nước Mỹ từ năm này đến năm khác cho đến khi nào thời gian không còn nữa. Amen và amen. Và đến năm 1941, Quốc hội Mỹ tuyên bố ngày 4 tháng 7 là ngày lễ chính thức, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954. Ngày 24 tháng 6 năm 1954, chí sĩ Ngô Đình Diệm đã nhận lời của Hoàng đế Bảo Đại về Việt Nam chấp chính, lập chính phủ, rồi sau đó ông trở thành Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Và lần danh quốc cộng được phân minh rõ rệt nhân đại hội lần thứ 19 của Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam được tổ chức tại Houston vào ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, cho phép tôi được trích đọc lại một phần huấn từ của Tổng thống nhắn gửi đến với các cùi vào ngày 5 tháng 6 năm 1960, khi người đặt viên đá đầu tiên và đặt tên cho trường là Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Nhiệm vụ của Trường Võ Bị Quốc gia là đào tạo cán bộ chỉ huy một thứ chiến tranh mà chúng ta phải đương đầu. Thứ chiến tranh đó không phải là chiến tranh quân cụ, không phải là một thứ chiến tranh bấm nút hay một thứ chiến tranh chỉ liên hệ đến một số người quân nhân mà thôi. Thứ chiến tranh mà ta phải đối địch là thứ chiến tranh cách mạng, một thứ chiến tranh lý tưởng đối đầu với lý tưởng, liên hệ đến trực tiếp đến toàn dân, và trong đó yếu tố tinh thần, yếu tố tin tưởng vào chế độ của mình là yếu tố quyết định. Bởi thế, từ quan niệm, từ chương trình đến việc học tập, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam phải phù hợp với điều kiện của chiến tranh cách mạng. Thưa quý vị, chúng tôi đặt rất nhiều hy vọng vào đại hội lần này của Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, là sau đại hội sẽ có những chương trình đáp ứng được những đòi hỏi của tình hình trong nước. Thủ tướng Pháp François Fillon đã nói về những người như chúng ta, những người chọn lính làm nghề như sau. Nghề lính không phải như những nghề khác, đó là cái nghề duy nhất là khi vào đó người ta biết mình sẽ hy sinh. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, triệu con tim một tiếng nói. Chủ nhật ngày 6 tháng 7, nhạc sĩ Trúc Hồ và anh chị em văn nghệ sĩ trong trung tâm Asia sẽ có mặt tại DC để cùng tất cả các đảng phái, tổ chức, hội đoàn và cá nhân cùng hướng về Biển Đông và đòi quyền sống cho người dân. Xin đồng bào tích cực tham gia ngày lịch sử này. Trong giai đoạn hấp hối của nhà cầm quyền Hà Nội, muốn thay thế chế độ Cộng sản, chúng ta phải quyết tâm không nói, không viết, không nghe, không làm những gì có lợi cho Cộng sản. Nhân ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, xin thành thật kính chúc quý vị một ngày thật trọn vẹn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về văn nghệ Đại học Bằng Thế Giới Thăng Tiến 10 của Hướng Đạo Việt Nam. Tên là Nhất Quỷ Nhị Ma Thứ Ba Học Trò. Thank you.
trường lại tôi con sẽ ló vai quan muôn chim hót vang lên em đêm lên trường tôi con bé bé xinh xinh lên qua đám cây sơn nhẹ nước trường làm tôi hai gian phá đông sơn che trên miếng sông vuông mơ màng trường làm tôi không giây phút tôi quên nơi sống bao kỷ niệm ngày xa. Học hành phải gắng sức, đừng phí sức đi chơi. Khi thời gian qua rồi, khó là mua trục lại. Hey, có một sách, theo bọn mình chơi bóng bi công. Thầy bán rồi các bạn ơi! Mình được ý rồi! Vậy mình chia hai phe. Trở tài đi. Mày chơi hỏi đây đáp. Họ ơi, rằng nghe anh hay hát hay hò, đố anh đếm được. Họ ơi, đố anh đếm được con cò có mấy răng. Thiệt là dễ quá. Cô đưa tóc lên này nha. Họ em về tìm cắt dưới sông vết tràn dưới nước. Họ vết tràn dưới nước. Rồi anh đây sẽ đem đem vàng con cò. Hay quá, hay quá là hay. Xin hãy cho chàng phật tay. Vậy là bên mấy chị thua rồi nhé. Tiếp tục thì tôi tặng các cô một câu này. Nhìn xa em rất hiền từ, nhỏ gần cái mặt ôi như bà trần. Vậy hả, tụi tôi nghe câu này lại nhớ đến các anh. Chiều chiều đêm tối canh thâu, nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười. Hey, câu đó nói hơi đau nghe. Tôi thích câu này nhiều hơn. Một câu làm chẳng nên non, ba câu trùng lợi mỏi mòn lỗ tai. Nghe tôi đáp lại nè. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Mấy anh chị làm gì tụi em không hiểu. Nghe em đó nè, đó các bạn. Con gì là cậu ông trời, ai mà đánh nó thì trời đánh cho. Con cóc, con cóc. Ủa sao vậy? Tại khi con cóc nghiến răng thì trời bị mưa. Con này là con gì tám cẳng hai càng, chẳng đi mà lại bỏ ngang suốt đời. Con cua, con cua. Sai rồi, con cua có miệng lên nó có ba càng chín cẳng lớn. Từng người bà của em bắt cho em con cua mà có ba càng chín cẳng. Chỉ mà cái cẳng của con cua nó mới dính vô cái mình con cua thôi. Ra sao? các kèm vào lớp học. Xin lỗi các em, thầy đến trễ vì thầy bị đau bụng. Hồi sáng thầy ăn 3 củ khoai và uống ly một ly sữa dê mà đau bụng kỳ quá. Thầy ơi, thầy nên uống thêm một ly sữa dê đi vì con nghe bạn thằng sớm nói lấy đậu trị đậu hay lắm. Rồi, lấy sách vở ra, ta ôn bài. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Em nào biết ý nghĩa là gì không?
Thưa thầy, câu này có nghĩa là một con ngựa bị bệnh nên mấy con khác không dám ăn cỏ vì sợ bị lấy bệnh. Sai rồi, câu này nói lên tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Còn con ngựa bệnh thì mấy con khác đều buồn không muốn ăn cỏ nữa. Qua phần lịch sử, em nào biết thái thú Tô Định bỏ chạy gì nào? Như thế nào khi bị Nghĩa Quang hai bà chân rượt đánh? Ôi trời, thì chạy nhanh hơn Tô Định nữa, chỉ thiếu con nến thôi. Em nào bỏ mắt mèo ở trên bàn có trời hả? Nói mau. Quỳ chà, còn như không thôi giờ nay vì nữa. Quá. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này, xin trời phải nghĩ mà ra, phải nuốt lời bạn và ăn lời thầy. Vô kia thì phải cậy thầy, vô kia cậy bạn thì mày mới nên. Cứ vàng rớt xuống hồ thay, con cha cũng trộm nghĩa thầy cũng xong. Còn ngời gì nhớ lời này, con cha nghĩa mẹ công thầy chớ quên. Nhưng mà không tái chẳng là học sinh. Chúng ta ai cũng có tuổi thơ, tuổi học trò vui tươi, hồn nhiên và phá phách. Một nhà văn nào đó đã viết: tuổi học trò hồn nhiên và trong sáng, không biết lo, chẳng nghĩ, chỉ vui đùa. Cũng có khi hiểu lầm và giận dỗi, có lúc như quỷ sứ, lúc mộng mơ. Nè, thôi đi, bạn lại về thơ văn nữa rồi. Chỉ còn nói 8 chữ vàng, ngắn gọn là đủ, đó là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Nhất là quỷ, nhì là ma, thứ ba là học trò. Vậy thứ tư là gì hả? Thứ tư chắc là scout. Hướng đạo sinh ngoại bảo, nhất là ở các trại thẳng tiến. Hey, sai rồi nè. Thứ tư là hold up. Wednesday. Bad sound. Sound off. B-O-T, B-O-T, O-N-E-T, Potomac. Go, Potomac. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.